rồi. Quay một chút đi. Phẩm đầu tay, một cây lá tươi. Mọi người biết cái này là gì không? Không. Hả? Không. Một cái cây có trái đấy. Một cái cây có trái, cây nào chả có trái. Cây mọc không? Mọc. Tác phẩm nghệ thuật của anh không với lớp tác phẩm đó. Có ai biết cái này là cái gì không? Cái này là lạ thật đúng đó nha. Mẹ ơi, mệt rồi. Hả? Mệt rồi. Bye nha.